Tiếp theo tập trước, con mèo mập cuộn tròn trong vòng tay của Giang Diệu. Hình ảnh họ dựa vào nhau trông thật ấm áp và Giang Diệu đọc truyện tranh cho mèo mập con nghe. Con mèo mập lắng nghe chăm chú, rất hứng thú, thỉnh thoảng phát ra tiếng mèo kêu với âm điệu khác như thể đang bình luận về cốt truyện. Ngoan lắm, phải không? Sắp đến đoạn chàng thư sinh và cô gái ma gặp nhau rồi, nên đã thổi tắt hết rồi. Mau mở ra đọc tiếp đi. Đừng chần chừ nữa, Giang Diệu vung tay kết một quả cái. Là giây sau con mèo mập đã ngủ say sưa. Tiếp theo, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Không đi đường thông thường, chớp mắt đã đến được miếu Thành Hoàng. Trong bóng tối, ông Thành Hoàng liên tục giật mình. Thật tội nghiệp, số phận cuối cùng cũng ra tay với ta rồi. Ồ, lão Thành Hoàng, đây chính là chân thân của người à? Một ông lão nhỏ bé khá bảnh bao đấy. Ha ha, lời khen của ngài thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh. Lão chỉ mong ngài khi hủy diệt tôi, xin hãy hạ thủ lưu tình. Giang Diệu không nói nhiều, ngón tay nhanh chóng lật động, gấp mấy thỏi vàng hóa ra, không thấy lửa. Một làn khói chui vào lỗ mũi của Thành Hoàng. Giang Diệu hỏi thỏi vàng nhà ai mạnh. Họ Giang một tộc danh tiếng vang, kỹ thuật tinh xảo không ai bằng, ánh vàng lấp lánh tỏa hào quang. Thành Hoàng ơi, ta đến kỳ hạn 10 năm rồi. Đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Giang Diệu đã quên mất ký ức từ 10 năm trước, ngay lập tức tìm đến Thành Hoàng trong lo lắng, cố gắng hỏi han về danh tính của mình. Nhưng ông lão này kiên quyết không nói. Giang Diệu nổi giận, đánh cho ông ta một trận. Để ngươi còn dám ngạo mạn, để ngươi còn dám kiêu ngạo. Bây giờ biết hậu quả rồi chứ? Ta đã hứa với một người không được tiết lộ chuyện này. Người đó còn ép ta thề độc. Một khi vi phạm lời thề, ta sẽ bị tiêu diệt. Nghiêm trọng đến vậy sao? Đã như thế, cơ hội luôn dành cho người có sự chuẩn bị. Cho ngươi 10 năm để chuẩn bị. Đến lúc đó, hoặc đi cùng ta hoặc bị tiêu diệt. Ngươi tự quyết định. Ta đang theo ngươi đây không phải sao? Rõ ràng là ngươi ép ta thề. Giờ ngươi lại bảo ta phá lời thề. Giang Diệu liên tục dọa nếu ngươi không ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi ngay bây giờ. Thanh Hoàng cũng đành chịu, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Dù sao tính cách người này cũng thất thường, chẳng bao giờ ở một chỗ lâu được 10 năm. Sau này, chẳng biết sẽ chạy đi đâu để quấy rối Thanh Hoàng khác. Câu tục ngữ nói hay, đường chót không chót, bần đạo hoàn hảo. Không ngờ lúc này giấc mơ 10 năm tan vỡ trong chốc lát. Thành Hoàng nhắm mắt lại, tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn như thủy triều dâng. Hãy để cơn bão đến dữ dội hơn đi. Cũng mệt rồi, muốn sao thì sao. Hi hi, chơi với ta đấy. Ta chết không sợ nước sôi, đặt tôi ở đây bày biện à. Sao tôi lại quên được, tổ tông này năm xưa chính là dùng lửa này đốt mông tôi. Ê, tôi thề đi theo ngươi, nhưng ngươi không thể không quan tâm đến mạng sống của đệ đệ ngươi chứ. Ta chỉ có thể gợi ý cho ngươi, ngươi tự đi tìm câu trả lời. Nhát như chuột, ta có lý do để nghi ngờ. Người đã đi cửa sau mới trúng tuyển biên chế, nhưng ta rất tò mò, kẻ ép ngươi thế đó là ai? Là kẻ thù của ta sao? Đúng, người đó đúng là một tên khốn, hắn xấu xa vô cùng. Bây giờ ta cho ngươi gợi ý đầu tiên, người đó cũng đang ở kinh thành, ngươi nên chú ý. Giang Diệu nghe thấy vậy lập tức nhướng mày, cười không ngậm được miệng, vẻ mặt đắc ý. Trong lòng cô ta tin chắc chìa khóa để khám phá danh tính của mình nằm ở kinh thành. Con bò kỳ lạ của ta không lừa ta, chỉ là đôi khi không chính xác thôi. Phủ Vĩnh Ninh Hầu nhưng đang khóc lóc thảm thiết, nói về sự khó khăn của mình khi làm chủ nhân trong nhà. Thiếp cùng phu quân kết hôn đã 15 năm, chẳng lẽ phu quân vẫn chưa hiểu rõ phẩm chất của thiếp sao? Sao mày có thể chỉ dựa vào vài lời đồn đại của người ngoài mà đến chất vấn thiếp? Cái chất của Tống Di Nương và những người khác liệu có liên quan đến thiếp hay không? Hầu gia, trong lòng ngài không rõ sao? Nếu vì chuyện này mà hầu gia sinh lòng nghi ngờ với thiếp, chi bằng hôm nay đừng ngăn cản thiếp, để thiếp tự kết liễu đời mình. Vĩnh Ninh Hầu nhìn phu nhân khóc đến nỗi hoa lê rơi vào trạng thái mê muội, trong lòng cảm thấy áy náy. Phu nhân xuất thân từ danh môn, nhạc phụ làm quan nghiêm minh, con gái của ông ta sao có thể chỉ trách mình bị lời nói của thế tử làm rối loạn tâm trí. Nhưng cảnh phu nhân dùng châm vàng đâm vào mình lại rất kỳ quái, như thể bị điều khiển. Ông không khỏi nhớ đến lời chị ca nói về điều tâm trạng phức tạp là lỗi của vi phu, không nên nghi ngờ phu nhân. Nhưng cái chết của Tống Di Nương và những người khác thật là kỳ lạ. Vi phu luôn nghĩ rằng đó là lỗi của mình, là ta khắc chết họ. Phu quân đừng nói vậy, họ chỉ là những kẻ phù phiếm thôi. Cũng tại thiết tính tình quá mềm yếu, khiến họ tung hoành trong phủ không có nền nếp, mới gây ra oán hận và gặp họa sát thân, dẫn đến chuyện đau lòng. Tất cả đều là lỗi của thiết. Những lời như họ làm mưa làm gió trong phủ, Đoạn Thị đã không phải lần đầu nhắc đến. Nhưng hôm nay Vĩnh Ninh Hầu lần đầu tiên nghi ngờ về tính xác thực của những lời này. Hơn nữa liệu mấy người thiết có thật sự kiêu ngạo và ngang ngược như vậy? Con gái của Thái Phu phủ gái lẽ nào thật sự không biết quản lý Vĩnh gia đình Hầu sao? Lại ánh mắt u ám. Ta đã về kinh được mấy ngày rồi, ngày mai chúng ta đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu nhé. Nghe vậy bà ta trong lòng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nàng hoàn toàn không dám ra ban khỏi ngày phủ. Vừa ra khỏi cửa đã bị mấy con ác linh đó bám nàng theo. Sợ hãi đến mức đó,
chúng không thể vào được, bên ngoài thì khác. Em rằng lúc này mấy con ác linh đó vẫn đang loanh quanh bên ngoài phủ. Một khi bị vướng vào, chưa chắc nàng có may mắn như hôm nay. Hơn nữa lần này phu quân lại lập đại công, nói muốn xin cho nàng chức cao bồng. Nàng sẽ còn nhìn thấy ánh mắt ghen tị của các quý phu nhân. Làm sao có thể chết được, thiếp thân không khỏe. Em rằng về nhà mẹ đẻ để cha mẹ thấy sẽ lo lắng. Hay là đợi thêm 10 ngày nữa có được không? Vĩnh Ninh Hầu nhìn nàng sâu sắc, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng nói gì, gật đầu rồi cứng nhắc bước đi. Ban đêm, cổng phủ Vĩnh Ninh Hầu thỉnh thoảng có tiếng gõ cửa vang vọng. Gia nhân mở cửa nhưng chẳng thấy ai. Gia đình hoảng sợ lăn lộn bò đi báo cáo. Vĩnh Ninh Hầu phu nhân lập tức sợ đến run rẩy, chặt chẽ nắm lấy Vĩnh Ninh Hầu đang định đứng dậy đi xem. Phu quân đừng đi, thiếp lo có người muốn hãm hại phu quân. Phu nhân đừng sợ ma quỷ, phu quân một thân chính khí, sao có thể bị kẻ giả thân giả quỷ hãm hại được? Bình sinh không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ mà gõ cửa, ta đi xem rồi sẽ về ngay. Không sợ, thiếp không sợ. Đại sư đã nói rồi, chúng không thể đến gần sân này được. Tất cả những người biết chuyện đều đã bị thiếp xử lý rồi. Trên đời này tuyệt đối không ai có thể tiết lộ những việc thiếp đã làm. Chỉ cần thiếp không ra khỏi cửa, mấy con tiện nhân đó không thể hại được thiếp. Ngày mai sẽ phải vú em đi Thanh Phong Quan một chuyến nữa. Mời trưởng lai đến làm phép. Bất kể tốn bao nhiêu bạc, cũng phải xử lý mấy con tiện nhân đó. Nếu cứ mãi không ra khỏi cửa, phu quân sẽ xin nghỉ mất. Tiếp theo tập trước, bên ngoài phủ Vĩnh Ninh Hầu, anh chống nạnh đứng trước mặt đám ma nữ. Tôi đã nói rồi, Vĩnh Ninh Hầu đó một thân chính khí. Các người có thể đến gần được sao? Nói rồi mà không nghe, thật là không có đầu óc. Nhìn cách ăn mặc của cô, rõ ràng không phải con nhà tử tế. Một mùi phong trần, cô có tư cách gì mà nói dối chúng tôi? Đúng đúng, sao cô dám nói chúng tôi không có đầu óc chứ? Đây là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến cô. Đừng có xen vào. Đúng 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 đúng, liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chỉ xem cho vui ăn dưa thôi mà. Các người cứ tiếp tục đi. Tôi xem vui quá quên mất chuyện chính rồi. Chủ nhân bảo tôi ra ngoài làm gì nhỉ? Bên này Vĩnh Ninh Hầu đứng sau cổng canh đến sáng, không còn nghe tiếng gõ cửa nữa. Chẳng lẽ thật sự có tà ma quỷ quái? Ngày mai phải tìm người hỏi xem ở đâu có cao nhân để mời vào phủ xem mới được. Tiếc là quốc sư đã ẩn cư nhiều năm, nếu không mời ông ấy đến chắc chắn sẽ biết được sự thật. Sau buổi chiều sớm, Vĩnh Ninh Hầu đang suy nghĩ tìm ai. Chợt thấy Tô Thái Y không xa, bỗng nhớ đến lời của Tiểu Thị Ti, vội vàng gọi ông ta lại. Tô Thái Y, nghe nói ông biết chuyện của Giang Diệu, không biết lão nhỏ không quen biết hắn. Trong quán trọ, Giang Diệu đọc xong tất cả các cuốn truyện tranh cho con. Chia tay về phía anh đang đun nước pha trà bên cạnh. Nhưng cuốn truyện tranh bảo người đi trộm cho ta đâu? Anh run tay, lúc này mới nhớ ra việc chủ nhân bảo làm bên chuyện này. Thưa chủ nhân, đêm qua nô tỳ đi ngang qua phủ Vĩnh Ninh Hầu, xem náo nhiệt một lúc, nên quên mất chuyện này. Xin ngài đừng giận, nô tỳ này sẽ đi trộm ngay những chuyện bát quái của phủ Vĩnh Ninh Hầu. Nào nào, mau kể cho ta nghe đi. Chính là mấy con nữ quỷ đang loanh quanh bên ngoài phủ Vĩnh Ninh Hầu, bước chân đi được, chỉ biết đập cửa phủ, cũng không biết trèo tường vào. Nô tỳ đã nói rồi mà họ không nghe. Phủ Vĩnh Ninh Hầu có đạo sĩ làm phép, họ không vào được. Thực ra họ cũng chỉ muốn dọa người ta một chút thôi, đâu có phải là trận pháp gì. Nhưng mà họ không có thiện cảm với nô tỳ. Nô tỳ định giúp họ vào dọa người một chút. Hu hu hu, mấy tên ngốc đó người tốt thật. Trả thù cho mình xong chưa? Con rảnh rỗi đi quản chuyện của người khác. Chủ nhân, ngài có thể cho nô tỳ chút đồ tốt không? Để nô tỳ được nở mặt trước mặt họ. Họ khá coi thường nô tỳ, cũng không phải là không được. Bảo họ trộm hết chuyện tranh trong thành cho ta, ta sẽ lấy bảo bối này đổi với họ, bảo đảm họ có thể ra vào phủ tự do. Chủ nhân đối xử với tôi tốt quá, giúp tôi nở mặt còn giúp tôi có thêm tiểu đồng. Đi đi, làm cho phủ Vĩnh Ninh Hầu náo loạn, khiến Vĩnh Ninh Hầu chạy tán loạn. Đêm khuya, trong viện ngoài phủ Vĩnh Ninh Hầu đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Can Lâm à, Tống Di Nương. Tôi thấy Tống Di Nương rồi. Ngươi thấy gì? Dám nói dối à? Hầu gia tha mạng, lão. Nô tài không dám nói dối. Vừa rồi lão nô thức dậy, lão nô mơ mơ màng màng, nhìn thấy trên cây như có treo một thứ màu trắng, thấy lạ nên lại gần xem. Lão nô ban đầu tưởng là quần áo phơi rơi trên cây, định sáng mai dậy lấy xuống, nhưng mà khi lão nô đến gần mới nhìn rõ, đó là Tống Di Nương mà Kim Thị đã gửi đến. Đôi mắt cô ấy gần như lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi cũng thè ra rất dài, giống hệt như ngày treo cổ, không khác một chút nào. Lão nô lúc đó sợ đến hồn phi phách tán. Lão nô sợ quá nên mới la lên thành tiếng. Nghe như vậy những gia nhân có mặt đều co rúm cổ, không dám nhìn về phía bụi cây đó nữa. Có lẽ bà ta hoa mắt rồi. Chuyện này dừng ở đây, ai cũng không được nhắc lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, trong sân viện đáng sợ lại đó vang lên những tiếng hét kinh hoàng rồn rập. Vĩnh Ninh Hầu cuối cùng cũng nhận ra sự việc không đơn giản. Một người hoa mắt thì có thể giải thích, nhưng không thể nào tất cả mọi người đều hoa mắt cùng lúc. Hôm sau, ông ta đến lấy ra hồ sơ về cái chết bất thường của ba vị di nương, xem xét kỹ lưỡng nhiều lần. Nhưng dù xem thế nào, ông ta cũng không thấy một chút sơ hở nào. Rốt cuộc là kẻ sát nhân làm quá hoàn hảo, hay là kẻ sát nhân thực sự đã bị trừng phạt rồi? Chẳng lẽ những lời Tiểu Thị Tỳ nói là sự thật?
Chị ca đang chuẩn bị đi tìm Giang Diệu, nghe người hầu báo Vĩnh Ninh hầu xin gặp, liền vui vẻ nói, không phải bảo ngươi đem tổ yến cho Diệu Diệu sao? Sao vẫn chưa đi? Con tính toán hôm nay có thể kiếm được chút bạc. Mẹ cứ xem đi. Ồ, lạ thật. Con cũng biết kiếm tiền rồi à? Không dám giấu mẹ. Con lại gặp Diệu Diệu, 80 lạng bạc. Bồn cũng thấy. Mẹ thấy sớm muộn gì con cũng bị Diệu Diệu bán đi thôi. Con giúp nó đếm tiền nữa chứ. Không thể được, cha nói con đem cho người ta cũng chẳng ai muốn. Thế này, hay là mẹ cắn răng sinh thêm đứa nữa. Điện hạ, thần đến là muốn hỏi thăm về một người. Ngài nói, theo lời của tiểu thị ti, ngài có biết Giang Diệu bị Tuyên Viễn hầu đuổi ra khỏi nhà, có thực sự có tài năng trừ ma không? Mới có 2 ngày ngắn ngủi thôi, con chó con của ta đã trở thành chân sai vặt của Diệu Diệu rồi, còn khắp nơi giúp nó quảng bá. Không biết Vĩnh Ninh hầu hỏi việc này để làm gì? Tiểu thế tử lại chưa từng nói với trưởng công chúa về chuyện nhà ta. Cái tật lắm mồm của nó chẳng lẽ đã sửa được rồi? Ngần ngừ một lúc, Vĩnh Ninh hầu đem toàn bộ sự việc kể ra. Cũng tốt để trưởng công chúa biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Từ đó sẽ không giấu giếm thông tin về Giang Diệu. Thật có chuyện này sao? Phu nhân của ngươi sinh nở ở Kinh Thành. Ta lại chưa từng nghe nói, nhà hầu gia xảy ra mấy vụ án mạng. Vĩnh Ninh hầu lúng túng, một lúc không biết đối phương đang khen hay chê mình. Mẹ à, người hãy phát tâm từ bi. Nói cho ông ta biết tài năng của Diệu Diệu. Con có lòng tốt nói với ông ta mà ông ta không xin lừa đánh con một trận. Tiểu thế tử nói đùa rồi. Ta sao dám động thủ với ngươi? Là ta thiên vị và nghe lời một bên, chỉ coi Giang Diệu như lời đồn, là kẻ phẩm hạnh không tốt, lừa bịp, gian dối, tiếng xấu vang xa của Giang Hồ. Ngươi có gì mà ngại nói ra chứ? Ta đã chuyển lại cho Diệu Diệu từng chút. Những lời ngươi nói xấu nó rồi. Vậy hầu gia cũng phải chuẩn bị tinh thần chảy máu nhiều đi. Con bé đó đòi tiền, còn ghê gớm hơn cả miệng thế tử. Theo ý của ngài, Giang Diệu thật sự có thể trừ yêu diệt ma. Diệu Diệu là cô gái tốt, Hồng Nhan cũng là người có kiến thức, sao có thể chỉ nghe lời người khác mà đánh giá tốt xấu của một người chứ? Thần nông cạn quá, mong điện hạ đừng trách. Ta trách hay không thì có liên quan gì đâu. Ngươi nên lo Diệu Diệu có trách hay không thì hơn. Con bé đó rất hay để bụng, Tô Thái Y chỉ nói vài câu với nó đã bị đá đau tim rồi. Nói thật với ngươi, sau khi Diệu Diệu thì chúng ta đã gặp những kẻ ngốc nhỏ đó rồi. Ngày đó ta tận mắt thấy nó, chỉ những con nữ quỷ đó phục tùng hoàn toàn. Việc nhà ngươi tìm nó chắc chắn có thể giải quyết được. Đa tạ trưởng công chúa chỉ điểm. Nhưng hầu gia đã nghĩ đến hậu của chưa? Nếu họ thực sự bị phu nhân hại chết, lúc đó người sẽ xử lý thế nào? Lão thái phụ được thánh thượng kính trọng. Nếu phu nhân thực sự phạm tội chết, nàng chết cũng đáng. Nhưng lão thái phụ chưa chắc đã chấp nhận được chuyện này. Cụ già mà khóc lên thì thánh thượng sẽ đau đầu. Điện hạ nghĩ thần nên giải thích với thái phụ thế nào? Đây là chuyện nhà của hầu gia, vẫn là hầu gia tự quyết định đi. Vương tử phạm pháp cũng bị xử như thường dưới bầu trời xanh trong này. Lẽ nào hầu gia lại coi thường pháp luật để bao che cho phu nhân? Nếu tài năng của Diệu là thật, một khi hai bên đối đầu, tội ác của phu nhân, em rằng bản thân cũng không giấu nổi. Nhưng cứ để nhà cửa bị ma quấy nhiều cũng không phải cách. Xin thế tử ra nói với sư phụ của ngươi, mời người đến phủ của ta xem thử. Thế mời đúng chứ? Ta biết hầu gia không phải kẻ không phân biệt phải trái. 500 lạng là phí môi giới của ta. Thì ra con chó con này kiếm tiền kiểu này đây. Đầu óc kinh doanh này giống cha nó, có hơi thiếu đứng đắn một chút. 500 lạng chỉ là phí môi giới thôi sao? Vậy phí chính thức sẽ là bao nhiêu? Tuy thánh thượng ban thưởng nhiều, nhưng phần lớn ta đem đi cứu trợ binh sĩ bị thương tật và gia đình binh sĩ hy sinh rồi, hay là cứ để họ tiếp tục quấy phá đi? Biết đâu quấy phá mãi rồi họ sẽ không quấy nữa. Người và ma chung sống cũng không phải không được, huống chi họ đâu phải người ngoài. Tiền tiết kiệm được đem cứu trợ binh sĩ chẳng phải tốt hơn sao? Nếu người thấy đắt, ta giảm cho 200 lạng, đây là giá thấp nhất rồi đấy. Sư phụ ta không dễ nói chuyện lắm, cao nhân đều có chút quái gở. Ngươi hiểu mà, thu hồi suy nghĩ vừa rồi đi. Hỏi về kỹ thuật đàm phán thương mại, tâm lý đối thoại. Con chó con này một chút cũng không hiểu sự tinh danh của cha nó. Con chó con này một chút cũng không thừa hưởng. Có lẽ nó giống ông cậu to xác nhưng trí thông minh chỉ còn một nửa. Thật mệt mỏi, nếu sư phụ ngươi đòi giá quá cao, ta em rằng không trả nổi. Vậy ngươi đưa ta 300 lạng phí môi giới trước, ta sẽ bảo sư phụ đến phủ Vĩnh Ninh xem. Lúc đó các ngươi sẽ thương lượng giá cả. Nếu không thỏa thuận được, ta sẽ hoàn lại một nửa phí môi giới. Cảm ơn. Dù hoàn lại một nửa thì vẫn còn 150 lạng. Trả 80 lạng nợ Diệu Diệu, ta vẫn còn lãi 70 lạng. Xin đừng để bị lừa nữa, có thể nhọc công làm việc. Cứ đưa ra giá cao dần, nằm trong phạm vi mình có thể chịu đựng được. Được rồi, 300 lạng thì 300 lạng, nhất định phải nói rõ với sư phụ ngươi về giá cả, đến lúc đó sẽ thương lượng. Không vấn đề, hôm nay ta sẽ đưa sư phụ đến nhà ngươi. Sau khi Vĩnh Ninh hầu đi, bàn tay đường công chúa vung đánh vào đầu thế tử, chống lạnh mắng. Ngươi có cái đầu là để làm cải nhá. Hắn chưa nói gì mà ngươi đã vội hạ giá. Ngươi không hiểu đâu, đây là chiến thuật câu cá của con. Trước tiên phải móc, một khi hắn đã cắn câu thì chính là con cá trên thớt. Con còn có thể vội vàng đòi Diệu Diệu phí môi giới. Nói xong, xách tổ yến trưởng công chúa chuẩn bị cho Giang Diệu. Ngẩng cao đầu bước đi. Bóng dáng con chó con bỗng cao lớn hẳn lên. Đây là thừa hưởng đầu óc kinh doanh của ta rồi. Mê mơn, không đúng, con chó con và Diệu Diệu đã thành sư đồ. Liệu có thể cưới vợ sinh con không? Gả con chó con cho Diệu Diệu. Diệu Diệu sẽ có thể kế thừa gia tài hàng tỷ của ta. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.